Honda CRV 2024 vừa chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu tại thị trường Australia và sẽ chính thức được mở bán từ ngày 1 tháng 9. Tại đây, mẫu SUV kỳ phùng địch thủ của Mazda CX5 được phân phối với 7 phiên bản khác nhau cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm xám, bạc, trắng, đỏ có sẵn trên 7 phiên bản, còn màu xanh và đen chỉ có trên một số phiên bản cụ thể. Honda CRV 2024 tại thị trường Australia được nhập khẩu từ Thái Lan và có giá bán dao động trong khoảng từ khoảng 679 đến 914 triệu khi quy đổi ra tiền Việt. Trong số 7 phiên bản của Honda CRV 2024, Vio 7 và VTX là hai bản có cấu hình 7 chỗ, trong khi 5 bản còn lại chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi. Mẫu xe Honda CRV 2024 mới có chiều dài cơ sở 2.700 mm, với kích thước chiều dài tổng thể 4.694 mm, rộng 1.864 mm và cao 1.692 mm so với thế hệ cũ, CRV mới có trục cơ sở dài hơn 41mm, trong khi các chiều dài, rộng và cao cũng lần lượt tăng thêm 69mm, 10mm và 2mm. Tại xứ sở chuột túi, 6 trên 7 phiên bản sử dụng động cơ tăng áp dung tích 1.5 lít 4 xi lanh, với công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 243 Newton ghép nối, với hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hoặc dẫn động cầu trước. Riêng bản EHEVZS được trang bị động cơ hút khí tự nhiên dung tích 2 lít 4 xi lanh kết hợp với hai động cơ điện để sản sinh ra công suất tổng 204 mã lực và mô men xoắn 335 Nm. Phiên bản này sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mẫu xe Honda CRV 2024 phân phối tại thị trường Australia được trang bị camera phụ Honda Lens Watch nhưng không có hệ thống giám sát điểm mù. Bên cạnh đó, Đại kình địch của Mazda CX-5 sở hữu một số tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và giảm thiểu trạch làn đường, phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi xe đạp và người đi bộ. Honda CR-V 2024 được hãng xe Nhật Bản trang bị đèn pha tự động, trong khi camera quan sát xung quanh, đèn pha LED với đèn pha thích ứng chỉ có sẵn trên một số bản cao cấp. Ngoài ra, Honda CR-V 2024 còn sở hữu một số trang bị đáng chú ý như màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 in, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, cụm công cụ kỹ thuật số TFT 10.2, in hệ thống âm thanh cao cấp 12 loa Bose, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái mới.